Ơi anh ơi, trời nắng quá. Ha, trời nắng nhở. Em muốn đi đâu? Em muốn đi chỗ nào mát mát mà có máy lạnh ấy. Thế mình đi trà sữa nhá. Không. Anh hiểu rồi, thế mình đi cà phê nhá. Sao mày ngu thế hả? Không phải, em thấy hơi mệt, em muốn đi tìm chỗ nào đấy để nghỉ ấy. Ui giời ơi, sao em muốn lại không nói sớm nhỉ? Mình là người yêu với nhau rồi, em còn ngại nữa. Thế thôi, đi nhá. Dạ vâng ạ. Đến nơi rồi em. Sao anh lại đem về nhà em? Ừ, thì em bảo em mệt thì anh chở em về nhà, em nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Thôi anh đi về đây. Thôi, bye bye em nhá. Nhưng mà hôm sau hết mệt thì anh em mình lại đi chơi nhá. Bye bye.